Chào thầy và các bạn đang xem video ạ. Em xin trình bày bài làm của mình, bài 280. Hãy đưa số 1 về đầu mạng. Bài 280. Hãy đưa số 1 về đầu mạng. Thì đầu tiên phải khai báo thư viện. D và AI. Voi in mạng. Thêm cái biến vị trí dùng câu lệnh for, tiếp tục dùng câu lệnh for in the y bằng vị trí y lớn hơn không y trừ trừ số 1 về đầu mạng. Enter A. Enter N. Chúng có lệnh for. Enter D sẽ bằng for. Y bé hơn. Không bằng N. Y cộng cộng. Nếu AI
tôi sẽ thực hiện lệnh gọi hàm con đổi chỗ. Commit. Khai báo biến A. Báo bằng A bằng 1 phần tử. Khai báo N. P. Nhập N. Saka. Phần trăm D. Và gọi hàm nhập mạng một chiều vừa nhập enter. Mạng sau khi đổi chỗ là đưa số một về đầu mạng. Nhập ảnh hưởng nguyên như vậy số 1 đã được đưa về đầu mạng. Xin kết thúc video này ở đây.